Xin chào các bạn, hôm nay là thứ tư ngày 13 tháng 1 và nhân ngày trời đã lạnh trở lại, mình sẽ mặc áo cộc. Và chúng ta sẽ có một số thông tin khá bất ngờ liên quan đến những gì mình đã từng gửi đến các bạn trong những số Max Daily trước đây. Đầu tiên, đại diện từ phía Apple đã lên tiếng bác bỏ thông tin về việc hãng này đang phát triển ứng dụng Move to Android. Sony Xperia Z5 Mobile Home đã chính thức được Sony ra mắt. iPhone 4X mới sẽ không có tên là 6C. Google đăng ký bằng sáng chế cho thiết bị thông minh có khả năng nhắc nhở dùng thêm dược phẩm khi ăn. Và đầu tiên chúng ta cùng đến với lời biện hộ đánh đá từ Apple. Mới hôm qua thì mình đã gửi đến các bạn thông tin về việc Apple đang âm thầm phát triển một ứng dụng tương tự như là Move to iOS, nhưng là để chuyển dữ liệu từ iPhone sang các thiết bị trẻ Android do áp lực từ hệ thống luật chống độc quyền khắt khe ở châu Âu. Thế nhưng Judy Miller, người phát ngôn của Apple, đã bác bỏ thông tin trên. Ông ta nói rằng là tin đồn đó không đúng sự thật. Chúng tôi hoàn toàn tập trung vào việc chuyển người dùng từ Android sang iPhone và điều đó đang diễn ra một cách tốt đẹp. Vâng, ý của ông ta là Apple vẫn đang tập trung vào Move to iOS chứ không phải là điều ngược lại. Như vậy là có vẻ như Apple chẳng việc gì phải lo lắng về luật lệ bên châu Âu và họ vẫn thoải mái tự tin làm điều mình thích. Trong Mac Daily ngày 4 tháng 1 vừa rồi thì chúng ta đã có tin đồn về việc Sony sẽ tung ra một phiên bản màu hồng của chiếc Xperia Z5. Và quả thực, đó không phải là tin đồn nhảm lợi, vô căn cứ. Vì mới đây, Sony đã cho ra mắt chiếc Xperia Z5 màu hồng phấn, rất nhẹ nhàng theo phong cách màu pastel đang là xu thế của năm nay. Tuy chỉ là hồng nhẹ thôi, nhưng cũng không quá nhạt. Chúng ta có thể liên tưởng đến màu hồng của iPhone 6S phiên bản Rose Gold, nhưng bỏ chữ Gold đi, tức là nó sẽ không ánh kim rực lên như vậy mà màu hồng cũng trầm hơn. Và mình thực sự thích cách chọn màu của Sony, nó mang lại sự trang nhã và thanh thoát. Theo Sony thì họ đã làm ra phiên bản này dựa trên cảm hứng từ cánh hoa anh đào, quốc hoa của đất nước Nhật Bản, một loại hoa nở vào mùa xuân, và đó cũng sẽ là mùa mà phiên bản Z5 đặc biệt này được tung ra thị trường. Chưa rõ thời gian, giá bán cũng như là thị trường cụ thể mà Sony phân phối, và cũng không biết là họ có bán ở Việt Nam hay không. Nhưng các bạn cứ yên tâm, ở Nhật có thì chắc chắn Việt Nam cũng có, tất nhiên là theo đường sách tay. Thông tin tiếp theo là về một bằng sáng chế mới của Google liên quan đến một thiết bị thông minh đeo được có khả năng nhận biết khi nào chúng ta đang ăn, đo nồng độ đường trong máu và nhắc chúng ta sử dụng dược phẩm, tức là kiểu như nhắc uống thuốc sau khi ăn ấy, hoặc là dược phẩm bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể theo khẩu phần ăn của chúng ta. Bằng sáng chế này được cấp bởi Văn phòng Bản quyền và Thương hiệu Hoa Kỳ USPTO. Ban đầu thì sáng chế này được đệ trình bởi hai nhân viên của Google tại Israel là Asaf Mohamed và Michael Sina vào tháng 7 năm 2014, nhưng mãi đến thứ năm tuần trước thì mới được cấp bằng. Đây là một công nghệ liên quan đến sức khỏe từ bộ phận Google Life Science, một chi nhánh của Google trước đây và được đổi tên thành Verily khi Google chuyển thành Alphabet. Cơ chế hoạt động của thiết bị này chủ yếu dựa trên các phân tích về sự lặp đi lặp lại của chuyển động khi chúng ta ăn, ví dụ như là vạc cơm hay là gắp thức ăn chẳng hạn, kết hợp các âm thanh và hình ảnh đặc trưng khi ăn uống để nhận biết khi nào chúng ta đang nạp nhiên liệu để đưa ra những thông báo, gợi ý hoặc là nhắc nhở liên quan đến dược phẩm. Đại khái kiểu như là nhắc uống thuốc ấy. Mặc dù nghe thì có vẻ đơn giản nhưng đây là một phát minh khá quan trọng trong việc nâng cao sự thông minh của các thiết bị theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, chưa rõ là Google có ý định tung ra thiết bị nào hay là tích hợp lên chiếc đồng hồ thông minh nào trong thời gian tới hay không. Và cuối cùng, chúng ta có thông tin mới nhất về iPhone 6C. Vâng, hóa ra bao nhiêu công sức mình cùng các bạn đoán ra đoán non về chữ C trên iPhone 6C là gì? Vứt đi hết. Bởi vì mới đây lại có một tin đồn do gì mới được đăng tải trên Apple Insider cho biết chuỗi cung ứng linh kiện cho iPhone của Apple đã tiết lộ phiên bản smartphone 4X mới của hãng này sẽ có tên gọi là iPhone 5e, với chữ E ở đây đứng cho từ Enhance, có nghĩa là cải tiến. Như vậy có vẻ như là Apple muốn chiếc iPhone mới của mình sẽ là một phiên bản cải tiến của iPhone 5S ra mắt từ năm 2013. Và MyDriver, nguồn của thông tin này, cũng cho biết là iPhone 5e đang được các nhà máy của Foxconn sản xuất và có thể là sẽ cho ra mắt vào tháng 3 tới. iPhone 5e sử dụng có chip A8 và có RAM 1GB tương tự như iPhone 6 và chỉ có hai phiên bản bộ nhớ là 16 và 64GB. Vì thế đây vẫn sẽ là một thiết bị tầm trung có giá rẻ hơn của hãng và nó cũng sẽ tích hợp dịch vụ thanh toán di động Apple Pay. Tao Mỹ cũng dự định là sẽ bán 5e với giá trần là 500 đô. Và nếu như không có chữ C thì đây sẽ không phải là phiên bản nối gót của 5C nữa. Như vậy chúng ta có thể hy vọng sản phẩm này sẽ mang vỏ kim loại cứng cáp, một nâng cấp từ 5S chứ không phải là một phiên bản vỏ nhựa và đầy màu sắc như 5C. Vừa rồi là những thông tin rất đáng giá trong Max Daily ngày hôm nay. Mình chuẩn bị nói gì nữa thì chắc bạn nào hay xem Daily trên Max Channel cũng đoán ra rồi đấy. Thử bình luận xem các bạn có đoán đúng nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.